Trong bối cảnh thị trường nghệ thuật Việt Nam hiện nay còn đang loay hoay, chưa giải quyết được những vấn đề tồn đọng lâu nay như thiếu kết nối với công chúng trong nước, nạn tranh giả, tranh nhái, làm mất niềm tin trong giới mỹ thuật nói chung và người yêu nghệ thuật nói riêng. Ý tưởng về một hội chợ nghệ thuật minh bạch nhằm mang nghệ thuật gần hơn tới công chúng trong nước được tổ chức tại hội chợ nghệ thuật Domino Art Fair Bắc Nam sum họp. Không gian những bức tranh gà nhiều màu sắc, không gian biến tấu đại dương trên dòng tranh truyền thống Kim Hoàng, tất cả đều mang nét riêng biệt của từng họa sĩ. Cũng khoảng hơn 300 tác phẩm xuất sắc của hơn 160 nghệ sĩ tên tuổi, tài năng từ Bắc vào Nam xuất hiện tại hội chợ cùng với những đặc trưng trong văn hóa, phong cách, xu hướng sáng tác của nghệ sĩ hai miền. Tôi cũng vừa mới đi một vòng. Tôi thấy rằng đây là một cái không gian về triển lãm hết sức là sinh động, nó nhiều phong cách pha trộn, nhiều phong cách với nhau của anh Thành Trương thế này, và trong kia từng lớp từng lan một, nó có những cái mỗi một cái gian nó có phong cách riêng. Những cái triển lãm này tôi nghĩ là một cái cuộc triển lãm rất là hay. Đặc biệt trong hội chợ có sự góp mặt của họa sĩ Thành Trương, được mệnh danh là thần đồng hội họa từ khi mới 7 tuổi, với tác phẩm nổi tiếng Đôi Gà Tổ thời bấy giờ. Và riêng trong hội chợ, ông đã đóng góp 60 bức tranh gà hoàn thành chỉ trong vòng một tháng. Các gian hàng trưng bày sách, trang sức và biểu diễn thời trang đặc sắc. Bên cạnh đó, hội chợ dành riêng một ngày cho trẻ em yêu mỹ thuật lứa tuổi từ 6 đến 18 trải nghiệm chương trình giáo dục nghệ thuật School Day. Chúng tôi mong muốn là nghệ thuật đến gần hơn cả công chúng, làm sao công chúng nghệ thuật Việt Nam có cơ hội sưu tầm, sở hữu và có thể thưởng ngoạn các tác phẩm nghệ thuật đích thực từ chính các những người nghệ sĩ chân chính của chúng tôi, những cái người luôn nỗ lực mà làm sao để thị trường nghệ thuật phát triển, làm sao công chúng Việt Nam có cơ hội thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật một cách tốt nhất, dễ dàng nhất. Hội chợ nhằm hướng đến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, đây cũng là không gian tạo sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả. Đây là bước đầu nhằm tạo một thị trường thứ cấp cho mỹ thuật Việt Nam, có mua đi, bán lại, ký gửi, trao đổi, đồng thời khẳng định tính minh bạch cho các tác phẩm.